Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Tuition. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, Tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn cho con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Với những gia đình ở xa, có thể nâng cao kiến thức toán học cho con em mình bằng cách mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Capramatta. Trung tâm giữ trẻ Tribeca Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribeca Child Care đã có 3 cơ sở tại Calivel, Fairfield và Capramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribeca Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribeca Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Xin trân trọng giới thiệu chương trình Dạ Vũ từ thiện Nhân Ái 3 gây quỹ ủng hộ cho bệnh viện Liverpool với sự góp mặt của hai ca sĩ đến từ Hoa Kỳ, Hạ Vi và Duy Trường, cùng với những ca sĩ hàng đầu tại Sydney. Đặc biệt có xổ số trúng giải 2 vé khứ hồi Việt Nam trị giá 2.000 đô la do Oslake Law Group tài trợ. Chi tiết đặt mua vé xin liên lạc anh Nhật Thiện qua số 0450-128-628. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tin tức về quốc tang nữ hoàng đã giảm bớt rất nhiều sau 2 tuần lễ, đặc biệt là sau khi Úc Châu đã chính thức cử hành lễ tưởng niệm nữ hoàng ngày hôm qua tại Quốc hội Canberra. Công luận tại Úc hiện đang chú ý trở lại về các vấn đề kinh tế và an ninh, đặc biệt là an ninh mạng khi mà đời sống riêng tư của hàng triệu cư dân đang bị ảnh hưởng. Về vấn đề đại dịch COVID-19, tuy cư dân vẫn quan tâm nhưng giới truyền thông chính mạch đã không còn loan báo thông tin cập nhật. Và sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022. Lễ tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại trụ sở Quốc hội Liên bang. Hôm qua, lễ tưởng niệm cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được tổ chức trọng thể tại đại sảnh đường của tòa nhà Quốc hội Liên bang tại thủ đô Canberra. Và đây là diễn tiến cuối cùng kết thúc chương trình tưởng niệm liên tục trong 2 tuần lễ sau khi nữ hoàng băng hà vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Đáng lẽ lễ tưởng niệm này có nhiều tiết mục phong phú nhưng ban tổ chức đã thay đổi vào giờ chót vì lý do thời tiết xấu. Chính giới và các nhà ngoại giao, các cựu thủ tướng cũng như thủ hiến các tiểu bang và lãnh thổ đã có mặt để tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và cũng làm nữ vương của Úc Châu, tức là The Queen of Australia. Lễ tưởng niệm bắt đầu với một phút im lặng vào lúc 11 giờ sáng, sau đó toàn quyền liên bang David Hurley đã phát biểu trước cử tọa và đặc biệt là vào dịp này còn có sự hiện diện của đại sứ Trung Quốc tại Canberra, ông Sao Chan. Ngoài các vị cựu thủ tướng như Paul Keating, John Howard và Scott Morrison, còn có cựu toàn quyền liên bang bà Quentin Price cũng đã được mời tham dự lễ tưởng niệm này. Buổi lễ đã được bắt đầu theo truyền thống là có sự chào mừng của một huynh trưởng thổ dân cũng như việc khai mạc quốc hội vào năm 1988 và cuộc viếng thăm của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại thị trấn Lismore thuộc phía bắc New South Wales, là nơi rất nổi tiếng trong vài tháng mưa lũ vừa qua. Trong bài diễn văn, toàn quyền David Hurley đã đưa ra nhận xét về lễ quốc tang tại London, nhấn mạnh đến sự hiện diện của hàng triệu người để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc đối với cố nữ hoàng. Toàn quyền David Hurley cũng nhìn nhận là sự kiện nữ hoàng băng hà đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau và ông cũng đã đề cập đến phản ứng của người thổ dân cũng như lịch sử hình thành chế độ thực địa tại Úc và tiến trình hòa giải là một chặng đường vẫn hãy còn dang dở. Trong khi đó, Thủ tướng Albanese cũng đã nhắc lại lịch sử lâu dài trong suốt 70 năm trị vì của nữ hoàng và những thay đổi tại Úc, tại Anh cũng như trên toàn thế giới trong 7 thập niên qua. Ngoài ra, Thủ tướng Albanese cũng nhắc lại là nữ hoàng đã công du Úc Châu 16 lần và đã tạo ra một mối dây liên kết chặt chẽ giữa nữ hoàng và công chúng Úc. Riêng về phần lãnh tụ đối lập Peter Dutton, ông đã ca ngợi thành tích phục vụ của nữ hoàng và ông Dutton cũng nói rằng hơn tất cả mọi điều gì khác, nữ hoàng là hiện thân của tất cả những giá trị và nhân phẩm con người. Lễ tưởng niệm tại Quốc hội tất nhiên không có sự tham dự của công chúng, tuy nhiên công chúng có thể theo dõi qua truyền hình hoặc qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài Quốc hội.
tập thể thổ dân, phong trào Cộng hòa tụ tập đòi thay đổi chế độ quân chủ. Trong khi chính giới và giới ngoại giao tụ họp tại đại sảnh đường của Quốc hội ở Canberra để tham dự lễ tưởng niệm cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thì trên toàn quốc Úc Châu, tại tất cả thủ phủ của các tiểu bang và lãnh thổ, tập thể người thổ dân và những phần tử tranh đấu cho phong trào Cộng hòa đã tổ chức đình công nhằm đòi hỏi hủy bỏ chế độ quân chủ. Mặc dù Thủ tướng Albanese đã kêu gọi vấn đề Cộng hòa không nên được tranh luận vào thời điểm này, nhưng một vài chính trị gia, đặc biệt là từ Đảng Xanh, đã tham dự các cuộc đình công ngày hôm qua thay vì có mặt tại Quốc hội Canberra để tham dự lễ tưởng niệm nữ hoàng. Đối với tập thể người thổ dân, Hoàng triều Anh Quốc vẫn thường bị coi là đã thành lập chế độ thuộc địa và gây ra những tình trạng mà họ gọi là diệt chủng và chiếm hữu đất đai của họ. Ngoài ra, đám đông hôm qua cũng đã chỉ trích giới truyền thông là đã quan tâm quá nhiều về diễn tiến tang lễ của nữ hoàng thay vì quan tâm đến những sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân Úc. Hàng trăm người đã tụ họp tại các thành phố thủ phủ ngày hôm qua, đặc biệt là tại Sydney và Melbourne cũng như Brisbane, mặc dù thời tiết hôm qua rất xấu. Riêng tại Melbourne, ban tổ chức còn nói rằng công chúng cần tụ họp lại để phản ánh các quan ngại của họ về chế độ thuộc địa mà nữ hoàng là một người đại diện. Mặc dù chế độ thuộc địa đã được thành lập sau khi nước Úc được thuyền trưởng James Cook khám phá vào năm 1770 và đoàn tàu đầu tiên chở tội phạm Anh quốc đã đến Úc vào năm 1778. Tại một vài nơi, quốc kỳ của Vương quốc Anh và quốc kỳ của Úc Châu đã bị đốt và cũng đã có vài cuộc xô xát nho nhỏ, nhưng nhìn chung thì các cuộc đình công ngày hôm qua đã không có ai bị cảnh sát bắt giữ. Duy nhất tại Adelaide, khi một người trong đám đông đã mang biểu ngữ chống chính phủ đi vào tòa nhà chính phủ, tức là Government House, và do đó người này đã bị cấm không thể đến tòa nhà này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. An ninh mạng. Optus bị tin tặc tấn công, hơn 9 triệu người Úc bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua, Optus nói rằng họ đã khám phá những sinh hoạt bất thường và do đó Optus đã hợp tác với công ty an ninh mạng gọi là ACSC và cảnh sát liên bang AFP. Những sinh hoạt bất thường này chính là các cuộc tấn công của tin tặc và sau đây là những chi tiết mà có thể đã và đang bị ảnh hưởng, gồm tên họ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng. Tuy nhiên, Optus xác quyết rằng các chi tiết về cước phí và thẻ tín dụng của khách hàng thì không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng này. Ngoài ra, Optus cũng xác quyết rằng dịch vụ của họ vẫn hãy còn an toàn và vận hành một cách bình thường. Tuy vậy, Tổng Giám đốc công ty Optus, bà Rosemary, nói rằng những khách hàng hiện hữu và khách hàng cũ trước đây đều có khả năng bị ảnh hưởng trong đợt tấn công mạng lần này, mà số người bị ảnh hưởng có thể lên đến hơn 9 triệu người, theo nguồn tin Sky News. Vì Optus là một trong những công ty viễn thông lớn nhất đã bị tấn công mạng cho đến thời điểm này, như vậy thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ được an toàn? Bộ trưởng về an ninh mạng bà Claire O'Neill nói rằng tất cả cư dân Úc đều cần phải củng cố các biện pháp bảo vệ. Riêng trung tâm an ninh mạng của Úc gọi tắt là ACSC thì đề nghị những ai đang sử dụng điện thoại di động hãy cập nhật số mật mã mới và không kém phần quan trọng là dữ kiện hồ sơ nên được lưu trữ tại một nơi khác gọi là backup data. Trang mạng của tổ chức ACSC đã liệt kê những chỉ dẫn cần thiết áp dụng cho những hệ thống Apple, Android và Windows. Tin tặc tấn công mạng hiện nay là một đe dọa lớn đối với nước Úc, không những đánh phá vào các cơ sở của chính phủ mà còn đánh phá các công ty tư nhân và không phải lúc nào cũng được thực hiện bởi các băng đảng tội phạm mà còn bởi các cơ quan tình báo nước ngoài. Công ty Optus nói rằng họ đã thông báo cho tất cả các khách hàng của họ về cuộc tấn công mạng lần này. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đối với sự phát triển của trẻ em. Trong suốt thời kỳ đại dịch, các chuyên gia đã nghiên cứu khá nhiều về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ, nhưng có lẽ chưa có nhiều cuộc nghiên cứu về những ảnh hưởng đối với sự phát triển của trẻ em. Bởi vậy, một số chuyên gia hiện nay đang theo dõi và tổ chức một cuộc nghiên cứu về các ảnh hưởng gián tiếp của đại dịch đối với sự phát triển của trẻ thơ, kể cả sự phát triển về tiếng nói và ngôn ngữ. Giáo sư Sharon Goldfield của Trung tâm Nghiên cứu Nhi đồng Murdoch nói rằng, tuy đại dịch không trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến trẻ em, nhưng thành phần này lại chịu rất nhiều những ảnh hưởng gián tiếp trong tiến trình phát triển của một đứa trẻ. Cũng theo giáo sư Goldfield thì có nhiều lĩnh vực mà sự phát triển của trẻ em bị ảnh hưởng, không những về phương diện thể chất mà còn về mặt xã hội, tình cảm, ngôn ngữ và giao tiếp. Đặc biệt, những ảnh hưởng gián tiếp này là sâu rộng hơn trong những gia đình có lợi tức thấp, thiếu thốn những phương tiện cần thiết dành cho trẻ thơ. Trong một tài liệu được phổ biến trên tạp chí Y học Úc Châu, giáo sư Goldfield đã nhận dạng ảnh hưởng của thời gian phong tỏa khi mà gia đình kể cả trẻ em không thể có sinh hoạt ngoài trời và do đó phần nào đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất của các em. Giáo sư Goldfield nhóm vào 5 lĩnh vực là sức khỏe thể chất và an sinh, cũng như khả năng giao tiếp xã hội, sự trưởng thành về mặt tình cảm, khả năng ngôn ngữ và nhận thức cũng như kiến thức tổng quát. Cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng lần đầu tiên kể từ năm 2009, trẻ em đã không đạt đúng tiêu chuẩn phát triển trong 5 lĩnh vực nêu trên.
Theo lời giáo sư Goldfield thì ngoài việc đóng cửa các trường học và các trung tâm giữ trẻ, áp lực đè nặng lên cha mẹ của chúng cũng là một yếu tố đã ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, vì cha mẹ đôi khi không có đủ khả năng giao tiếp với con cái của mình. Bởi vậy, tại một vài nơi, các nhóm phụ huynh đã tổ chức những nhóm vui chơi giữa các trẻ em, gọi là playgroup, để có thể học hỏi và phát triển. Tổ chức giáo dục công giáo tại Nam Úc gọi tắt là CISA đã tổ chức nhiều nhóm gọi là playgroup để phát triển ngôn ngữ cho trẻ em khi chúng vui chơi và ca hát cùng nhau. Giáo sư Goldfield hy vọng giới chức thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và phát triển trẻ thơ có thể nghiên cứu những kinh nghiệm trong thời kỳ đại dịch vừa qua để cải thiện khả năng giáo dục mầm non. Đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến đại dịch về tim mạch trong những năm tới. Một báo cáo gần đây được công bố trên tạp chí y học Nature Medicine cho thấy ngay cả người mắc COVID-19 thể nhẹ cũng làm tăng nguy cơ lâu dài mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy tim. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh những hiểu biết hạn chế của chúng ta về hậu quả mà COVID-19 cũng như tác động lâu dài mà đại dịch gây ra. Úc Châu đã có hơn 10 triệu người bị nhiễm COVID-19 và hơn 14.000 trường hợp tử vong. Trong khi đó, thì trên toàn thế giới đã có hơn 600 triệu người nhiễm dương tính và những tác động tức thời của virus COVID-19 với các bệnh tim mạch đã được ghi nhận trong nhiều báo cáo. Tình trạng này chỉ xảy ra với khoảng 40 trên 1 triệu bệnh nhân và đặc biệt lưu ý là tình trạng viêm cơ tim, mặc dù là biến chứng không thường xuyên nhưng có nguy cơ gây tử vong. Trong nghiên cứu mới này được thực hiện bởi các chuyên gia tại Viện Đại học Washington và các nhà khoa học bày tỏ mối lo với những tác hại từ trung hạn đến dài hạn tới hệ thống mạch máu đang dần phổ biến hơn. Điều nguy hiểm chính là nó có thể dẫn tới đại dịch bệnh tim mạch trong những năm tới. Nhóm tác giả phân tích hồ sơ sức khỏe của khoảng 150.000 cựu chiến binh Mỹ. Những người này thường được chọn làm đối tượng nghiên cứu vì là nhóm có ghi chép đầy đủ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng. Nhóm nghiên cứu so sánh tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở những cựu chiến binh từng mắc COVID-19 với nhóm đối chứng không bị bệnh, số lượng mẫu lên tới 10 triệu người. Từ 30 ngày đến 1 năm sau khi phục hồi COVID-19, những người khỏi bệnh có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 52%, nguy cơ đau tim cao hơn 63%, khả năng bị suy tim cao hơn 72%. Điều này có nghĩa trong hơn 1 năm, cứ 1.000 người bị COVID-19, thêm 5 người bị đột quỵ, 3 ca đau tim và 12 trường hợp bị suy tim. Ngoài ra, một số bằng chứng cho thấy nguy cơ hình thành cục máu đông nghiêm trọng trên phổi cũng cao hơn ở những người khỏi COVID-19. Những con số này nghe qua có vẻ nhỏ với một số người, nhưng quy mô lên đến 600 triệu ca COVID-19 trên toàn cầu, hệ quả là rất lớn. Một phát hiện gây chú ý đặc biệt là ngay cả những người bị bệnh nhẹ, nguy cơ bị đau tim, đột quỵ cũng cao hơn, rủi ro đó không bị giới hạn về tiền sử bệnh lý mà có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.